ta tưởng mình đang với mình dạo mà đang như người không bày không tạo luôn nó đang này được rồi này. Đông người thì dạo đông người thì cứ hay sáng đấy đủ yêu thì đủ yêu nhà nào cũng bất cứ quả luôn mặt sâu sâu lắng nhất rồi nhé. Ờ đúng rồi, hồ chính đông đá luôn mọi người. Thì do máy ngoài xuống kìa. Lạnh đồng đá. Nước dùng sóng. Lạnh mà cũng muốn mát lên bằng luôn á. Phê luôn á. Cô lần thấy na đồng nhiên để tẩy. Dạ, đâu quá. Không, bữa trước em vồn thế nó bảo đi lại em đánh chị. Bất quạt mà. Bất số 3 mới chịu. Thế nhà hồi xưa đứa một độ ta ăn mấy chục cây cam thật mày luôn. Ăn xong mấy chục cây cam là người cũng đông luôn á. Lạnh quá vậy trùm mày luôn. 40 cây với mày. Kem kem siro á. Kem nhỏ nè. À, kem siro á, kem mà đá. Đá mà họ bỏ nước siro vô á. Ăn xong là bị khóng luôn. Hồi xưa đậu đồ với làm gì, hầu mà chị còn nhỏ. Hồi nó tính háo thắng. Ừ. Ăn xong trùm mày luôn. Bạn bạn cái ly không đây là khách của chị hồi xưa anh chị nhưng mà bạn cái ly xưa giờ mình làm hắn. À, tiếng em kêu thuận mua. Giá tới bao nhiêu là không em kêu. Đã quên đi rồi. Em chưa chết à? Muốn bị chửi à? Lộn, nó qua đi trong đời rồi sao lại cũng lại quên mất. Tưởng qua đi rồi sao? Giờ yếu quá.
thì ngày cá từ khi trường cái mới làm khi trường gì mình á. Không có khách mà sáng trời có người thì nói buồn gì còn mất Facebook nữa thì chìm đen cứ mấy trăm mà thì mau lắm quá. Cái trời đang chờ thời điểm này mà mở mà thề mở là chết. Mình mà ế sản là biết luôn rồi mấy ngày luôn thì xã hầu luôn à. Không có chị mẹ mà thấy mới mệt thế chứ thì tự nhiên thấy lo hơn đúng không? Có không? Chị em thua 600 đúng chị? Sao? Thiệt mà. Còn vua em thua 300 chứ. Còn sao? Chị nữa. 600. Bữa kia 300 mà. Kinh rứa. Rứa ai ăn? Em ly ăn hết luôn. Chị em đen lắm. Em đen từ đầu cua giỏ mới cua giỏ. Trời ơi, 20.000 một phu mí. Điện thu 200. Gần 300 á. Mà kêu là có khách mà đứng lên á, mà không có khách, không đứng lên được. Muốn đứng lên nhưng mà không được á. Tuy nhiên ngồi nữa là thua nữa đó. Đổ quán đen gì nè. Hát đen là có ngồi đâu mụn đen à. Kêu mình xuống ngồi với chân đỏ. Không hiểu, không chai, mua mẹ ra gì không chai. Thấy không đi nào. Thấy quá, chán luôn. Thấy quá buồn luôn đúng mà, ngồi với nản luôn. Cái gì Loan đi đúng ngày. Vua cờ bạc đấy. Ly. Cái ly. Bà hay gì cũng này. Bà đam mê. Đó kinh luôn á. Chơi xì lát à. Không có đem tiền biết vậy. Cái lấy
lúc mà đến ba thì ta ở trời, nhân viên mình không có mình ở nhà là tung hoành. Nhưng mà chị Loan đi rồi cái hồi à, mỗi nó lần về thì bữa nay mình có chị họ mới vô thì... Dù sao chị làm lâu đời lâu kiếp rồi. Cái đó phải mới chụp chứng. Chụp chứng ra là bữa nay bể hết. Thấy Hiền làm cũng với chị cũng lâu đời rồi, khách cũng nhiều rồi đó nè. Rồi mà thấy không? Như thế em thấy xà ba giờ trừ cũng chết ngắt hay mà. Tiền quảng chạy quảng cáo không là... lỡ rồi không cầm cự thôi chứ chị nói thiệt. Nên mở ra là chết. Trong khi là chị cho khách của chị hơi bị nhiều nữa rồi đó nghe. Mà lại thảm như đó. Kiểu như với mày là khách muốn phải tới chỗ mình á, kiểu như đó. Dù không phải chị làm, kiểu như tới. Họ vẫn thích tới hơn, có gì họ hỏi mình á. Cái gì mà mình xử lý được đồ đó vậy như họ yên tâm hơn á. Mà đi hồ thảo mới đi mang váy thì được không ta? Váy mà hở một bên vai được không ta? Hở một bên cái tay á. Một bên tay dài, bên tay... Một bên... Váy vừa rồi mang rồi. Váy màu trắng. Chị nghĩ buổi sáng có chị khách vô thì mấy phút rồi hả? Sáng mấy đứa con bò anh thấy mình phun nhiều. Đúng không chị? Anh đứng mà Mm.
nó không thèm là mình lắm chứ. Hồi nói là chị do chị Lâm làm cùng ý đúng không? Đây là ế đánh rồi đó. Ế mới đằng lên thứ đó. Bây giờ ông bên này là khó lắm. Hà không bao giờ ngủ. Chị của chị chuẩn bị cho mấy đứa nhân viên ấy. Cốc à? Hôm trước có thấy một mình anh lấy cái táo với lại mấy chị nữa đồ đào cho mấy. Thì cho thêm nghỉ hai đứa. Tám nấu. Mình chuẩn bị cho mấy đứa nghỉ chị. Cứ chắc cũng cả năm đứa em. Chúng mình đưa năm đầu đấy một đồng một lần. Cốc à? Quá hết táo thì cốc hay gì vậy? Cốc. Nó rồi đó, với chị lúc ngày chị kêu chỉ làm có ngày Nam Tram, có ngày chị ba bốn Tram, không đủ tiền ăn nữa chứ đừng. Thì đó. Bà kêu là nghề tóc là nghề, tôi nói là khổ. Giàu còn khỉ. Hốc cái con khỉ. Chị. Không, nếu mà được, chứ còn mà làm cái giá bèo bèo thì chống cự chi vậy, thấy cũng làm đủ ai không? Chị làm 10 năm đấy. Khổ chứ cha. Bóp một tát thở luôn. Mày im nè, cười. Hôm nay được cá có mụn cá nhiều.
bóp bóp thì cứ thở bình thường. Được rồi. Được. Đã này. Cái mồm mà rút ra được cái... Massage chi rồi em, massage đầu không, đầu của vai cá là 100, còn massage đầu không là 50. Đã không? Thank you.
Thì chừng.